Theo phản ánh của một số hộ dân thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, hiện nay tỉnh lộ 386 đoạn qua khu vực chân cầu Từ Ô đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông. Theo quan sát, bề mặt đường tại khu vực này lồi lõm, xẻ rãnh, sụt lún, cộng với độ dốc của chân cầu Từ Ô nên rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đường xuống cấp là do đây là khu vực tiếp nối giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, nên lượng xe lưu thông lớn, trong đó có nhiều xe quá khổ, quá tải chở vật liệu xây dựng. Xe ở bên Hải Dương lấy vật liệu ở đây, cái quay đầu ở chỗ dốc này, đấy, chỗ quay đầu này là nó thành cái thùng ra, và lúc đấy là lúc lên dốc là đá đổ xuống, đấy, cát đổ xuống, và hầu như là không thấy cái xe nào là che bạt cả. Cũng mới ngày vừa đây thôi, cũng là xảy ra một cái trường hợp là xảy tai nạn, thì cách đây vài năm ấy thì cũng là xảy ra mấy vụ rồi. Đường xuống cấp không chỉ gây khó khăn đến giao thông đi lại, trong đó có tình trạng quá khổ quá tải làm rơi vãi vật liệu xây dựng trên đường, cùng với tiếng ồn và khói bụi làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.